Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình xin giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Và ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu và chia sẻ với mọi người những mẫu bình hồ lô tụ lộc, sản phẩm thuộc dòng sứ họa tiết vẽ tay và đã được mạ thêm vàng 24K và nguồn gốc xuất xứ là Bát Tràng Việt Nam. Như trước mắt mọi người đang nhìn thấy đây là một cái vật phẩm phong thủy chiêu tài tụ lộc mang đến vận may cho gia chủ, dáng là hồ lô tích lộc nhé. Chất liệu là bình sứ họa tiết vẽ ở trên tác phẩm này là hình ảnh mã đáo thành công và kết hợp với thuận buồm xuôi gió, thích hợp với những ai đang làm kinh doanh buôn bán hoặc là đang trên con đường xây dựng công danh sự nghiệp. Đây, hồ lô này có nắp mọi người nhé. Đây là gì đấy ạ? Hàng sứ, hàng đất trắng đen cử nhé. Nhiệt độ nung lên ở những chiếc hồ lô như thế này là 1.300 độ C ở mức nhiệt đầu tiên, tạo ra một chiếc bình sứ trắng, và mức nhiệt thứ hai là 800 độ C sau khi đã vẽ vàng nước lên bên trên và nung lại. Thì cái vàng này nó sẽ bám giống như là vàng chúng ta mạ ở trên nhẫn và trên đồng hồ mọi người nhé. Vàng nó sẽ bám rất là chắc như vậy. Mạ vàng khác với dát vàng. Đây là hàng sứ trắng này, mọi người cùng nhìn nhé. Đây, em đã bấm cái trắng này cho nó xuyên qua đây. Đây mọi người cùng nhìn này, đây gọi là hàng đất trắng, hàng sứ trắng để lên loại cái sứ trắng xương trong không tạp chất, xuyên được sáng như thế này. Thì nguyên liệu sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong không tạp chất, mọi người nhé. Tinh lọc rất là kỹ để cho ra được cái chất đất tinh khiết để nung ra cái chất sứ như thế này. Em xin phép gõ thử âm thanh cho mọi người nghe nhé. Âm thanh rất là đanh trong và vang tiếng. Phẩm mẫu này là cao là 60, tính từ chân cho đến chóp này. Cao là 60 và đường kính bụng là 31 nhé. Đường kính bụng là 31, giá là 7 triệu 200 nghìn đồng một tác phẩm. Bên em giao hàng tận nơi toàn quốc, nhận hàng mở ra kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không sứt mẻ thì mới nhận hàng mọi người nhé. Em xin phép quay một vòng cho anh chị cùng nhìn tác phẩm này. Mọi người có thể mua thêm một chiếc bàn xoay như em đang để dưới đây, mua thêm một chiếc bàn xoay như thế này sẽ cho cái tác phẩm xoay. Ở tác phẩm này một bên là ma đáo thành công, một bên là thuận buồm xuôi gió và vẽ kín toàn mình mọi người nhé, vẽ kín toàn mình. Ở bên hông thì được chỉ tác hình ảnh hoa này. Hồ lô thì chúng ta sẽ trưng bày ở đâu? Trưng bày tại phòng khách, cạnh ban thờ thần tài, quầy lễ tân, ở những cái nơi mà vừa là một vật phẩm trang trí, vừa là một vật phẩm chiêu tài tích lộc anh chị nhé. Mọi người nếu như mà quan tâm đến bất kỳ mẫu nào trong các mẫu em sẽ giới thiệu sau đây thì mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm này gửi qua Zalo, số điện thoại em đã gắn ở trên video nhé, hoặc là mọi người có thể liên hệ bên em sẽ gửi mẫu cho mọi người tham khảo. Ở như cái cỡ cao 60 thì giá nó sẽ dao động từ tầm 7 triệu 200 nghìn đồng một tác phẩm. Có những mẫu giá nó sẽ mềm hơn tùy thuộc vào họa tiết chính tác ở trên tác phẩm nhé. Như mẫu này hiện tại mọi người đang nhìn thấy đây là giá là 7 triệu 200 nghìn đồng, vẽ vàng đậm mọi người nhé, vẽ vàng đậm. Rồi em xin phép qua một mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo xin phép giới thiệu với mọi người, mẫu này là mẫu hình ảnh chế tác chim công và hoa đào, hoa phù dung hay còn gọi là công danh phù quý, nền màu đỏ. Về kích thước vẫn là cao là 60 và đường kính bụng là 31 và giá là 7 triệu 200 nghìn đồng cho một tác phẩm này nhé. Nền là nền màu đỏ, thích hợp với những ai mệnh hỏa và những ai mệnh thổ mọi người nhé. Mệnh hỏa và mệnh thổ mọi người lựa chọn tác phẩm này rất là hợp lý. Nền màu đỏ anh chị nhìn màu rất là rực rỡ sặc sỡ. Thì tác hình ảnh một cặp chim công, chim công là biểu tượng cho sự phú quý giàu sang, chị thăng quan tiến chức, rất thích hợp với những ai mà đang có công việc ổn định rồi, công việc ổn định và gia đình ổn định hết rồi thì mọi người lựa chọn cái tác phẩm với ý nghĩa hình ảnh là công danh phú quý này anh chị nhé. Mẫu tích cảnh công danh phú quý này nếu chúng ta mà mang đi tặng biếu sếp cấp trên của mình thì rất là ý nghĩa và sang trọng. Cao là 60 và đường kính bụng là 31 ạ. Đường kính bụng hình tròn to này nhé. Vẫn là chất sứ trắng, vẫn là loại sứ xuyên sáng anh chị nhé. Vẫn là loại sứ trắng xuyên sáng này. Các bác cùng nhìn này. Trắng xuyên sáng nhé. Âm thanh thì vẫn rất là đanh, trong và vang tiếng ạ. Bao nào mệnh hỏa mà sử dụng tác phẩm này thì đẹp cực kỳ, mệnh hỏa và mệnh thổ. Nếu như bao nào mệnh hỏa ấy, thì các bác lựa chọn cái tác phẩm này, màu sắc vừa rực rỡ nổi bật này. Các bác có thể lựa chọn một cặp vàng đỏ, một cặp vàng đỏ là hai cái màu đối xứng nhau nhìn rất là đẹp.
Các bác nếu như mà ưng mẫu này các bác vui lòng chụp ảnh lại cho em nghỉ mẫu này nhé, gửi qua Zalo số điện thoại đang gắn bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm. Bác nhìn đẹp long lanh, nhìn ở ngoài đẹp cực kỳ luôn, chất men bóng sờ lên trên bình sẽ trơn mịn và mượt như là mình sờ lên trên kính nhé. Tác phẩm tiếp theo xin phép giới thiệu đến mọi người mẫu chế tác hình ảnh song phụ, hình ảnh chim phượng hoàng, nền màu vàng phượng hoàng kết hợp với hình ảnh hoa đào và hoa phù dung ấy. Vẫn là cao 60 và đường kính mục là 31 nhé, giá là 7.200.000 đồng cho một tác phẩm này, trơn mịn mượt sờ lên trên bình rất là đẹp. Vừa ngắm bình, nếu như mà chúng ta trưng bày nhé, chúng ta vừa ngắm mà chúng ta sẽ vuốt ve bình như thế này để cảm nhận được cái sự mịn màng và cũng như là cái vẻ đẹp của tác phẩm. Đấy. Ngoài ra ngắm mỗi lần mà chúng ta cảm xúc mà có thể là mệt mỏi hay là buồn phiền thì chúng ta ra chiếc bình, ngắm họa tiết rồi vuốt ve cái bình thì sẽ là thoải mái hơn rất là nhiều. Mẫu chế tác hình ảnh là chim phượng hoàng. Chim phượng hoàng là thể hiện cho quyền lực, địa vị và cái địa vị ở trong xã hội, đấy là ý nghĩa của hình ảnh chim phượng hoàng. Ngoài ra chim phượng hoàng còn là biểu tượng cho phái đẹp. Chim phượng hoàng là hiện thân của sự bất diệt, luôn luôn tái sinh. Bác nào mà làm ví dụ như là những người mà có cái địa vị hoặc là cái chức tước ở trong công ty thì mọi người có thể lựa chọn hình ảnh chim phượng hoàng này nhé, nhất là với các chị em. Mọi người lựa chọn cái tích phượng hoàng này thì rất là đẹp luôn, vừa là biểu tượng cho cái đẹp, vừa là thể hiện cho quyền lực địa vị trong xã hội, luôn luôn phát triển, không bao giờ bị lụt tàn, đấy là ý nghĩa của phượng hoàng nhé. Hoa phù dung thì là biểu tượng cho sự phú quý rồi, hoa đào là biểu tượng cho may mắn, hoa sen là thể hiện cho ý chí nghị lực kiên cường vượt qua tất cả những cái gian nan khó khăn để đạt được đến những cái thành công. Chơi những cái tác phẩm bình phong thủy như thế này thì ngoài cái vẻ đẹp ra, khi mà chúng ta trưng bày sản phẩm còn mang một cái ý nghĩa rất là sâu xa đối với cái chủ nhân của tác phẩm, nó như là một cái lời động viên khích lệ chúng ta hàng ngày. Cái hồ lô của nắp mọi người nhé, cao vẫn là 60, đường kính mục là 31, giá là 7.200.000 đồng cho một tác phẩm này. Nếu anh chị mà quan tâm đến tác phẩm này, vui lòng để lại cho em số điện thoại và liên hệ, nhắn tin gọi điện qua số điện thoại em đang gắn ở bên trên video nhé, nên em sẽ tư vấn cho mọi người. Nhận hàng mọi người mở ra kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không sứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Bởi vì nhiều anh chị là ở xa nhưng lo sợ cái vấn đề là khi mà nhận hàng, hàng sẽ không có nguyên vẹn. Riêng vấn đề này mọi người yên tâm nhé, nhận hàng mọi người mở ra kiểm tra giúp em đúng mẫu nguyên vẹn không sứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Mẫu chế tác nhảy chim phượng hoàng đang nhảy múa thể hiện cái sự phú quý đại cát. Mặt sau là cái hoa sen đây. Em xin phép được qua một mẫu sản phẩm tiếp theo. Mẫu hồ lô tiếp theo em xin phép giới thiệu với mọi người là mẫu chế tác hình ảnh các cậu bé tiểu đồng, hay còn gọi là cảnh nhi. Cảnh nhi này với ý nghĩa là mong cho gia đình luôn sung túc về đường con cháu, gia đình ấm no hạnh phúc, như là cuộc sống đủ đầy, là ý nghĩa của hình ảnh tích nhi này mọi người nhé. Ở cái tích nhi này thì thích hợp ví dụ như là chúng ta tặng những người lớn tuổi hoặc là những chú bác mà lớn tuổi rồi, mọi người lựa chọn tích nhi này thì rất là ý nghĩa luôn, rất là ý nghĩa. Còn là cặp tặng những cặp vợ chồng mà vừa mới thành thân đấy, vừa mới kết hôn thì tặng ý nghĩa hình ảnh bách nhi này cũng rất là hợp lý mọi người nhé. Mong cho sung túc về đường con cháu, gia đình đầm ấm hạnh phúc, có củ ăn của đẻ, đấy là ý nghĩa của hình ảnh nhi này, các cậu bé tiểu đồng. Đó, kích thước của tác phẩm này vẫn là cao 60 và đường kính mục là 31, cũng được mạ vàng. Và cái tác phẩm này thì nền màu trắng, họa tiết màu sắc thì khi mà mình nhìn vào sẽ nổi bật cái họa tiết, sẽ rất là nổi bật họa tiết nhé. Đây, nắp đây. Các cậu bé tiểu đồng đang chơi những trò chơi dân gian. Sau khi xem xong những cái video của mình, nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm của chú Bát Tràng ở Việt Nam. Và kênh thì mình liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của Bát Tràng lên để cho mọi người tham khảo. Thế nên là mọi người nếu như mà quan tâm và yêu gốm, mọi người có thể đăng ký kênh để liên tục xem những cái sản phẩm mình đưa lên trên kênh. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để xem hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Mình là Khánh, đồ gốm phong thủy, chuyên cung cấp và nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu.